Xin chào các bạn, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng đồng hồ Long Phụng mới về. Đây là có thể nói là đây là một cái dòng đồng hồ phải nói là đẹp với một bức tranh hoàn hảo. Nó không giống như những chiếc đồng hồ mình đã cầm trước đây, nó hàng rẻ, hàng dòng nó rẻ nhìn nó không được chất lượng, nhưng mà đây là dòng của hãng Caneva rất là tinh xảo và những viên đá diamond màu đỏ. Kim thì nó là có màu dạ quang này, kính là kính sapphire các bạn nhé. Kính sapphire thì mình sẽ thử kính cho bạn xem. Bạn dò một giọt nước lên, nó là đứng hình lá khoai như này thì nó là kính xịn, còn đứng ra dò ra mà nó loang khắp mặt ấy, thì nó là kính rẻ tiền đây. Đấy. Nó không chống xước. Còn cái kính này là kính rất là xịn này. Ngoài ra thì đây, dây da xịn này và khóa bướm các bạn nhé. Khóa bướm này thì rất là đắt tiền này. Đó, Long Phụng. Ở bên mình còn có thêm một phiên bản nữa là phiên bản không có đá, thì dành cho những bạn mà chưa thích cái đá đây. Nhiều người thích đá và rất nhiều người không thích đá, thì mỗi người một sở thích. Bên mình đã phục vụ khách hàng đây, kể cả bản không đá thì mình sẽ đeo thử cái, đây là bản La Mã này các bạn này, thì mình sẽ đeo thử cái bản đá vào tay nhé để cho bạn xem. Đấy, nhìn rất là chất đúng không ạ, nhìn rất là đẹp và đây nhìn cực kỳ là đẹp, nhìn nhìn từng cái vảy con rồng nhìn trong, các bạn nhìn này nó rõ nét từng cái vảy, nhìn nó đẹp lắm chứ không phải là nhìn nó tinh xảo. Đây là phụ kiện đi kèm là gồm một túi này và một sách hướng dẫn này và một thẻ này và một hộp bóc các bạn nhé. Hàng rất là đẹp và tinh xảo. Các bạn thích thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại địa chỉ bên mình ship hàng các bạn xem nhé. Xem xong đúng như video quảng cáo các bạn mới phải thanh toán. Nếu không đúng như video quảng cáo, không đúng như lời giới thiệu thì các bạn không phải thanh toán bất cứ một khoản phí gì hết. Bên mình sẽ ship miễn phí cho các bạn nhé. Kể cả lấy hay không lấy, nên các bạn xem thoải mái, các bạn hãy để lại ngay số điện thoại địa chỉ các bạn bên mình ship hàng cho các bạn xem nhé. Hàng rất là đẹp phải không ạ? Rất là long lanh. Đây là một, có thể nó là một đôi siêu phẩm dành cho gia đình hoặc người thân của mình cùng đeo cho nó đẹp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem.